Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Rắn Béo của mình. Hôm nay sẽ là một tập vào bếp cùng với rắn. Thì nhắc đến Hàn Quốc thì mọi người hay nhắc đến cái món kim chi cải thảo đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, ở Hàn Quốc thì còn rất nhiều cái món kim chi khác nữa, chẳng hạn như là kim chi dưa chuột mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người. Thì ở đây mình có một cái bàn nguyên liệu rất chi là đơn giản thôi mà rất là dễ kiếm để có thể làm được món kim chi dưa chuột. Mình ý là một cái đứa mà so với kim chi cải thảo thì mình ấy thích ăn kim chi dưa chuột hơn. Đi ăn những cái quán Hàn Quốc ý, khi mà là có cái món kim chi dưa chuột này mình sẽ ăn hết ngay đầu tiên trước khi mà cái món chính đi ra. Thì hôm nay trong cái vlog này thì chúng mình sẽ cùng mình làm cái món kim chi dưa chuột này nhá. Thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu ngay thôi. Đây mình có những cái thứ nguyên liệu cơ bản như là dưa chuột này, lá hẹ này, cà rốt, hành tây với cả một số cái nguyên liệu khác để làm nước sốt. Thì làm đến bước nào thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng thứ một. Thì trước hết là ở đây mình đã có quả dưa chuột như thế này. Thì quả size của mình khá là to nên là mình sẽ cắt ra làm 3. Mình không biết là mọi người ở có biết cái tip này không, hoặc là không biết là mình nghĩ đúng hay sai, nhưng mà ở mình được ai dạy là nếu mà mình trà như thế này này thì cái quả dưa chuột này thứ nhất là hết nhựa mà là nó còn hết đắng nữa. Thì mình sẽ trà như thế này. Đấy, sẽ cũng cắt cái đầu này đi, xong rồi mình cũng trà. Thì không biết là cái tip này có đúng không, nếu mà sai thì mọi người góp ý ở dưới cho mình nhá. Đấy, thì với quả dưa chuột này mình sẽ cắt làm 3. Rồi khi mà mình biết cái cách làm dưa chuột này ý, thì thường là mọi người sẽ cắt cái kiểu mà như thế này. Đó, xong rồi cắt tiếp như thế này. Mình sẽ để lại khoảng độ 1cm ở dưới và chia cái này làm 4 kiểu như thế này này, để tí nữa mình nhồi mấy cái nguyên liệu nhân vào trong này ấy. Đấy, mình sẽ cắt như thế này. Hoặc là thực ra nếu mà mọi người không thích thì mọi người cũng có thể cắt đứt nó cũng được, thành 4 cái phần khác nhau thì cũng không sao cả. Cái này là tùy vào từng người ăn thôi. Thì sau khi mà cái chỗ dưa chuột này mình đã cắt xong ấy, thì mình sẽ ngâm với cả nước muối tinh trong vòng 1 tiếng để cho nó gọi như là cái dưa chuột nó ngấu ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ mang cái dưa chuột này đi ngâm, xong rồi quay trở lại với mọi người để làm những nguyên liệu khác nhá. Trong lúc mà đợi dưa chuột của mình đang ngâm ấy, thì mình sẽ chuyển sang cái bước là cắt những cái loại rau củ như thế này. Thì ở đây mình có một củ hành tây, chắc là mình nghĩ mình cũng chỉ dùng đến nửa củ thôi, cũng không dùng hết được. Đấy, thì mình sẽ cắt thành những cái múi cau nhưng mà thật mỏng ra nhá mọi người nhá. Đấy, mình cứ cắt thành những cái múi cau thật mỏng như này thôi. Phần cà rốt thì mình cũng cắt ra xong rồi mình thái thành những cái sợi mỏng mỏng ấy. Nếu mà mọi người nếu mà mọi người không thích ăn cà rốt thì mọi người có thể thay bằng ớt đỏ cũng được, cái quả ớt chuông ấy. Cái dao của mình hôm nay nó hơi bị nhỏ, cái dao to của mình không biết là bay mất đi đâu rồi. Mình cắt thái thành những lát mỏng như này, xong rồi mình sẽ cắt thành những cái sợi mỏng như này nữa là được nhá. Ở nhà mình thì có cái nạo cà rốt nhưng mà cái nạo của nhà mình nó hơi bị nhỏ nên là thôi mình cắt tay cho nó vừa phải. Nhỏ quá thì nó cũng bị nhũn ý. Sau cái phần cà rốt thì cuối cùng là đến cái phần hẹ như này đây. Thì cái rau hẹ này của mình đang thấy là nó hơi bị nhiều nên là mình sẽ cắt dần dần. Hẹ thì mọi người cứ cắt khúc bằng cái dưa chuột mà mọi người vừa cắt thôi là được. Cái hẹ này mà ăn xong rồi rán với bánh ý cũng ngon nữa. Đó, mình sẽ cắt thành những cái khúc vừa phải như thế này là ok nhá. Khi mà đã chuẩn bị hết các loại nguyên liệu xong ý, thì mình còn một cái chậu như này để trộn các loại nước sốt cũng như là rau, các loại rau các thứ loại với nhau. Thì đây là các cái loại rau, trước hết là các loại rau mà mình đã cắt xong hết rồi này. Còn đây thì là dưa chuột mình đã ngâm muối xong hết rồi. Và đây là các loại nước tương. Trước tiên vào cái bước trộn ấy thì mình sẽ giới thiệu qua lại cho mọi người một phần các cái nguyên liệu trộn của mình nhá. Thì ở đây mình có cái tương ớt Hàn Quốc này. Mình dùng 6 thìa. Ở đây mình dùng cái thìa cơm để mình đong nhá. 6 thìa tương ớt Hàn Quốc này. Đây là 2 thìa nước mơ. Thì ở đây mình dùng cái loại nước mơ này của Hàn Quốc. Đây là mình đang dùng cái loại này. Đó. Tiếp đến là mình có một thìa cái nước tôm ngâm ấy. Thì mình cũng không biết là ở Việt Nam mình có không, nhưng mà đây là cái nước tôm ngâm như thế này. Đó, có hình cái con tôm này này. Cái này của mình, nước này nó đã xay ra rồi. Tiếp theo nữa là mình có 2 thìa cái nước mắm
nước mắm cá cơm của Hàn Quốc. Đây, mình dùng loại này. Thì nếu mà mọi người không có thì mọi người có thể dùng sang cái loại nước mắm Việt Nam của mình cũng ok. Và ở đây mình có thêm một thìa tỏi nữa. Thì lúc mà mình xem ở trong công thức ấy thì còn có thêm một thìa nước gừng nữa, nhưng mà ở đây mình không có gừng nên là mình sẽ bỏ qua cái nước gừng đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào bước trộn nhá. Thì mình sẽ cho từng loại rau vào một. Trước hết là mình sẽ cho rau hẹ đi. Đó. Ra là xong rồi, mình sẽ cho thêm cà rốt này. Xong rồi cho thêm hành tây này. Có vẻ hơi bị nhiều so với số nguyên liệu của mình. Đấy, mình sẽ như thế này. Đó, là được. Sau khi mà mình đã cho đều vào thì mình sẽ trộn cái này lên cho nó ấy đã. Cái phần rau rau hẹ của mình có vẻ đang nhiều. Ở cái bước này thì mình phải đeo găng tay vào rồi. Vì tí nữa còn trộn các cái mắm miếc các thứ nữa. Thì đấy, mình cứ trộn đều cái này lên là được. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho các loại cái nguyên liệu nước sốt vào với nhau nhá. Tiên là mình sẽ đổ tương ớt Hàn Quốc này. Đó. Xong rồi 2 muỗng nước mắm này. Mắm của Hàn Quốc luôn. Mọi người có thể thay bằng mắm Việt Nam nhá. Đây là nước mơ này. Đó, mình vét vét nó. Rồi. Tiếp đến là nước tôm ngâm này. Rồi, cuối cùng là tỏi. Đó, mọi người đổ vào, xong rồi mọi người sẽ trộn đều lên là được nhá. Đây, mình sẽ trộn đều lên. Bình thường ý, nếu mà mọi người không cái gì nhỉ? Không cho dưa chuột ý, thì đây cũng là một cái món kim chi của Hàn Quốc luôn, là cái kim chi cái gì nhỉ? Kim chi rau hẹ ý. Bình thường ở ngoài hàng cũng hay ăn cái món kim chi kiểu như thế này. Đấy. Mình cứ trộn đều lên là được nhá. Đó. Thì trong lúc mà làm kim chi dưa chuột này mình mới nhớ ra là một cái món kim chi rau hẹ cũng làm y hệt như cái bước này. Thì mọi người có thể là dừng ở bước này nếu mà muốn ăn kim chi rau hẹ không, thì mình cũng sẽ để lại một chút để cho mình sẽ ăn kim chi hẹ nữa. Ui, đây là chiếc hộp của mình sẽ để ra đây một chút. Ăn mấy cái món nướng ấy, nhất là mấy cái món lòng nướng của Hàn Quốc ấy thì hay có cái rau hẹ như thế này. Đó, mình sẽ để ra một chút để ăn. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết chỗ dưa chuột này của mình vào đây nhá. Mọi người cho hết dưa chuột vô. Xong bắt đầu chúng mình trộn lên. Đấy, massage những cái quả dưa chuột này. Vì cái quả dưa chuột này lúc đầu mình đã ngâm ngâm với cả muối rồi ý, nên là nó cũng có vừa vị rồi. Đó, mình sẽ trộn đều lên như này. Xong rồi bây giờ ở giữa cái những cái quả dưa chuột như này này, lúc đấy là mình đã chặt giữa ra để mình cưa. Đấy, mình sẽ để mấy cái rau hẹ vào trong giữa như thế này. Mình gói nó lại. Đó, mình gói nó lại như này này. Là ok, mình sẽ được một cái quả dưa đấy, một cái miếng như thế này. Đó. Mình sẽ được một miếng kim chi dưa chuột như này. Ok, cũng ok đấy, như thế này nhá. Xong mình sẽ để ra hộp. Rồi xong rồi mình sẽ lại làm tiếp. Mình cứ massage đều cái quả dưa chuột cho nó ngấm cái loại gia vị đã. Xong bắt đầu mình sẽ nhồi rau vào giữa như thế này. Nói chung là làm cái này nhanh lắm, mà ăn nó cũng nhanh. Đấy. Người cứ nhồi nó vào. Mình là cái đứa mà rất thích ăn nghiện, bị nghiện cái kim chi dưa chuột luôn ý. Đó. Rồi, xong rồi mình cũng nhồi nó vô. Massage nó đã, xong rồi nhồi nó vào. A few moments later. 10 phút mà massage xong rồi trộn chỗ các thứ dưa chuột thì mình đã được một hộp dưa chuột như thế này. Kim chi dưa chuột nhảy rồi đây. Mùi ở đây khá là thơm mọi người ạ. Trời ơi. Bình thường ý, mình hay đi mua ngoài siêu thị, mua ngoài chợ, nhưng mà hôm nay mình đã tự làm được kim chi dưa chuột thì bây giờ chúng mình sẽ ăn thử luôn nhá. Vì thực ra là ý, cái dưa chuột này mình ăn cái kiểu như là kiểu muối sổi ý, thì trong lúc mình đã ngâm cái dưa chuột này 1 tiếng đồng hồ rồi cùng với muối các thứ thì nên là bây giờ mình có thể ăn được. Thì mình sẽ ăn thử một miếng dưa chuột của mình luôn. Lúc mà xem trên tivi các thứ ý, khi mà người ta làm dưa là làm kim chi bằng cải thảo ấy, kiểu làm bằng tay này, xong rồi xé ra xong rồi ăn luôn ý, trời ơi hấp dẫn kinh khủng, nên là bây giờ mình cũng sẽ ăn thử miếng dưa chuột của mình. Đây là cái miếng dưa chuột của mình này. Nó sẽ như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon mọi người ơi.
vì cái dưa chuột này của mình đã ngâm với cả nước muối trước rồi nên nó không bị nhạt. Xong rồi bây giờ nó hòa quyện lại với cả vị cay của nước ớt Hàn Quốc này cũng như là nước mắm của Hàn Quốc với cả mấy cái gia giảm khác ý. Ăn nó rất là vừa vị luôn. Mình sẽ cuốn thêm, mình sẽ để thêm một chút lá hẹ lên đây nữa. Đấy, xong mình ăn cùng. Mọi người nhá, nhớ phải làm cái món kim chi dưa chuột đấy. Vì mình thấy cái kim chi dưa chuột lại còn ngon hơn cả kim chi cải thảo. Đấy là bản thân mình nghĩ thôi. Hôm nay mình đã thành công để làm món kim chi dưa chuột rồi. Ngon ngon. Thì nếu mà sau này mọi người muốn mình muốn giới thiệu đến, mọi người muốn mình giới thiệu về cái cách làm những món ăn Hàn Quốc khác thì mọi người hãy comment ở bên dưới nhá. Chiếc vlog của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc vlog này. Đừng quên like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.